Như Nguyễn xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Như Nguyễn đang có mặt tại số 609 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 4 chi nhánh của Di động Việt tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có biết không, Như Nguyễn rất vui khi có thể đứng đây và đồng hành cùng Di động Việt để trao giải cho khách hàng may mắn nhất trong chương trình xem YouTube Di động Việt nhận quà thả ga. Với giải thưởng lần này vô cùng đặc biệt, đó là khách hàng sẽ được mua một chiếc điện thoại iPhone 6S thời thượng và hot nhất thị trường hiện nay với giá chỉ 1.000 đồng. Và trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua những diễn biến chính của chương trình trong suốt thời gian diễn ra quý vị nha. Chương trình xem YouTube Di động Việt nhận quà thả ga đã được diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015 trên kênh YouTube và fanpage của Di động Việt. Với thể lệ chương trình vô cùng đơn giản, sau hơn gần 20 ngày diễn ra, chương trình đã nhận được sự ủng hộ và tham gia cuồng nhiệt của tất cả mọi người. Trên 12.000 lượt like, gần 1.000 lượt chia sẻ, chương trình như một cơn bão đổ bộ vào cộng đồng mạng. Chương trình cũng đặc biệt gây chú ý khi được các trang báo thay nhau đưa tin. Và vị chủ nhân may mắn nhất của chương trình lần này nhận được giải thưởng đặc biệt là một chiếc điện thoại iPhone 6S cũng đã lộ diện. Xin được chúc mừng anh Huỳnh Thông Đạt, số chứng minh nhân dân 0227-89937, số điện thoại 0939-413-771, địa chỉ 28 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vượt lên trên tất cả với 5 số cuối may mắn của chứng minh nhân dân, anh Huỳnh Thông Đạt đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã là vị khách hàng may mắn nhất trong chương trình lần này. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị khách hàng may mắn này quý vị nhé. Thưa quý vị, đứng cạnh bên Như Nguyễn đây đã chính là anh Huỳnh Thông Đạt, vị khách hàng may mắn nhất trong chương trình xem YouTube Di động Việt nhận quà thả ga. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe anh chia sẻ đôi điều về mình nha. Chào quý vị khán giả của chương trình xem YouTube Di động Việt nhận quà thả ga. Mình tên hiện tên Huỳnh Thông Đạt, năm nay 38 tuổi, hiện công tác tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, quận 9. Và không biết là khi mà anh Đạt tham gia chương trình này á, thì từ đâu mà anh biết chương trình nào? Do Facebook của một đứa em, nó cũng là em ruột mình, thì nó share trên mạng thì nó giới thiệu cho mình tham gia chương trình này. Vậy thì khi tham gia như vậy thì anh Đạt có nghĩ là mình sẽ trở thành người may mắn nhất không ạ? Thật ra thì khi tham gia thì mình chỉ nghĩ là tham gia chơi cho vui như những cái chương trình trước đây thôi, chứ không nghĩ là mình là người trúng giải đó. Như vậy thì với cái mục đích đầu tiên là chỉ tham gia cho vui thì không ngờ sự may mắn của mình lại vượt trội hơn tất cả những người khác. Thì không biết là anh Đạt có cảm nghĩ, cảm xúc gì khi mà trở thành cái người may mắn như vậy của chương trình lần này không ạ? Thật ra thì cái người báo cho mình biết cái tin mà mình trúng giải này là vợ mình, là bà xã mình. Đó, thì khi là bà xã nói là có cái tin nhắn của Di động Việt ấy, thì mình cũng nghĩ là mình cũng không tin đâu, nghĩ đến về kiểm chứng là như thế nào. Nhưng mà khi thật sự là mình khi nhận được cái kết quả thì mình rất là vui và rất là ngạc nhiên là mình lại trúng cái giải này. Trong khi đó nó là một cái sản phẩm thời thượng và rất là có giá trị. Vâng, xin được chúc mừng anh một lần nữa, anh đã trở thành vị khách hàng may mắn để nhận giải đặc biệt lần này là một chiếc iPhone 6S vô cùng thời thượng và đang hot nhất thị trường hiện nay. Còn bây giờ thì xin mời anh Đạt sẽ cùng đến tiến hành làm thủ tục để nhận giải anh nhé. Và bây giờ thì xin trân trọng kính mời chị Miêu Đoan, đại diện cho chi nhánh Lê Hồng Phong của Di động Việt, sẽ lên trao giải cho người may mắn nhất trong chương trình lần này. Xin mời chị. Xin được cảm ơn chị Miêu Đoan và xin được chúc mừng anh Thông Đạt. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy chủ nhân may mắn nhất trong chương trình xem YouTube Di động Việt nhận quà thả ga lần này cũng đã lộ diện. Vẫn còn rất nhiều phần quà hấp dẫn và giá trị khác đang chờ đợi các bạn. Còn chần chờ gì nữa mà không lên ngay YouTube và fanpage của Di động Việt để có thể biết cách thức tham gia chương trình. Biết đâu lần kế tiếp người may mắn đứng đây cùng với Như Nguyễn chính là các bạn. Còn bây giờ, một lần nữa xin được chúc mừng anh Thông Đạt và xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn chương trình. Xin chào quý vị khán giả, thật ra thì mình không nghĩ là mình trúng cái giải của trong chương trình này đâu.
là khi mà vợ mình báo tin cho mình thì là mình đang dẫn con mình đi công viên, thì mình không có cái, mình để iPad ở nhà, nhưng mà khi mình về mình kiểm tra lại thì rõ ràng là cái tin nhắn của Di Động Việt. Thì mà thật sự ra mình cũng không nghĩ là trúng nữa, tại vì còn một cái bước là phải xác minh lại xem là có mình làm đầy đủ thủ tục hay không. Lúc đó mình cũng run, mình không biết là mình có làm đúng hết các bước để mà đạt được cái thủ tục để mà trúng hay không. Cho đến khi mà có nhân viên của Di Động Việt gọi điện đến xác nhận là mình trúng thì mình mới dám chắc chắn là mình là người may mắn nhất ở trong cái chương trình này. Thật sự ra thì vợ anh lúc đó thì nói là anh nên giữ xài đi. Anh thì anh cũng không có định là xài, nhưng mà vợ nói là thôi anh nên giữ xài, tại vì điện thoại cũ của anh cũng tới tuổi rồi. Mình cảm thấy là cái Di Động Việt khi mà tổ chức chương trình này đó thì rõ ràng là một cái doanh nghiệp mạnh tổ chức một cái chương trình mà nó hoành tráng như vậy, và thấy công việc có vẻ là chuyên nghiệp. Sau này là khi có nhu cầu về smartphone hay là các thiết bị mà thông minh khác thì mình sẽ đến với Di Động Việt và giới thiệu cho mọi người cùng đến. Xin cũng chúc Di Động Việt là mình sẽ làm ăn phát đạt và phát triển mạnh nữa trong thời gian sắp tới.